Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tuổi hợp với nữ Bình Tý, sinh năm 1996. 1. Kết hôn với nam tuổi Bình Tý, 1996, hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Hai tuổi này, kết hôn với nhau tốt, gặp số nhất phú quý, vợ chồng làm ăn, thường gặp cảnh tốn hao. Phải trải qua một số lần thành bại, rồi lâu sau mới làm ăn dễ dàng. Tính tình vợ chồng có phần hòa hợp, tài sản hay luân chuyển, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 2. Kết hôn với nam tuổi Ất Hợi, 1995, nam hơn nữ 1 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt, gặp số nhì bần tiện. Nếu kết hôn với nhau thì vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian. Tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp, nên sống với nhau cần kiên nhẫn, chịu khó làm ăn mới được ấm no. 3. Kết hôn với nam tuổi Giáp Tuất, 1994, nam hơn nữ 2 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số tam vinh hiển, là số vợ chồng có danh giá, càng có thêm chức phận thêm tốt, lo tính mọi công việc đều thông suốt và dễ dàng. Tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, nên ở với nhau nên nhẫn nhịn thì sẽ có cuộc sống ấm êm. 4. Kết hôn với nam tuổi Quý Dậu, 1993, nam hơn nữ 3 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số tứ đạt đạo, số có quý nhân phù trợ, nên làm ăn dễ dàng, gặp may mắn về vấn đề tài chính. Tuy nhiên, tính tình vợ chồng không được hòa hợp nhau cho lắm, nên nếu vợ chồng biết nhường nhịn, kiên nhẫn, cùng chung tay xây dựng thì làm ăn sẽ lên. 5. Kết hôn với nam tuổi Tân Mùi, 1991, nam hơn nữ 5 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, kết hôn với nhau gặp số nhất phú quý. Lúc đầu vợ chồng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen, qua năm hạn mới dễ dàng làm ăn. Tính tình vợ chồng không được hợp nhau cho lắm, nên trong cuộc sống, hôn nhân gia đình nên kiên nhẫn thì sẽ được cuộc sống ấm no. 6. Kết hôn với nam tuổi Canh Ngọ, 1990, nam hơn nữ 6 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số nhì bần tiện. Nếu kết hôn thì làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh nghèo túng trong một thời gian. Nhưng khi cả hai biết cố gắng, chăm chỉ làm ăn mới được cuộc sống no ấm. Tính tình của hai vợ chồng hay xung khắc, nên trong cuộc sống gia đình nên chú ý nhường nhịn nhau để chung sống hòa thuận. 7. Kết hôn với nam tuổi Kỷ Tỵ, 1989, nam hơn nữ 7 tuổi. Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số tam vinh hiển, là số vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, có thể chung sống thuận hòa. 8. Kết hôn với nam tuổi Mậu Thìn, nam hơn nữ 8 tuổi. Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau sẽ gặp số tứ đạt đạo, là số được nhiều người quý mến, làm ăn dễ dàng, gặp nhiều thuận lợi. Nhưng cùng chú ý là tính khí của hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, nên trong cuộc sống gia đình thì nên nhường nhịn và chăm chỉ làm ăn thì cuộc sống gia đình mới yên vui. Những tuổi đại kỵ với nữ sinh năm 1996. Kết hôn với nam tuổi Nhâm Thân, 1992, nam hơn nữ 4 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau sẽ phạm biệt ly. Kết hôn với nam tuổi Đinh Mão, 1987, nam hơn nữ 9 tuổi. Nếu kết hôn với nhau sẽ phạm biệt ly và tuyệt mạng. Kết hôn với nam tuổi Đinh Sửu, 1997, nữ hơn nam 1 tuổi. Kết hôn với nhau phạm biệt ly. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn. Thank you.